kính thưa quý vị và các bạn lừa dối dù bất cứ hình thức thủ đoạn nào và lừa dối ai thì đều là hành vi xấu xa tội lỗi còn lừa người già cả nhất là các cụ ở nông thôn chân chất thật thà thì tội lỗi còn lớn hơn nhiều vậy mà những kẻ gian xảo vẫn tìm mọi cách nhằm vào người cao tuổi để trục lợi bất chính như trường hợp của câu chuyện truyền thanh mà chúng tôi giới thiệu đến bà con trong chương trình hôm nay trò lừa ấy như thế nào? Để rõ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh Trò lừa tội lỗi của tác giả Lê Ngọc Diễm với sự tham gia thể hiện của các diễn viên Tường Duy dài Quang Tuấn, Kim Liên dài Bà Sáu, Duy Hằng dài Bà Bảy, Phạm Phong dài Lý Hào, Quang Yến đọc lời dẫn, biên tập và dành dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Công việc hàng ngày của Quang Tuấn là sáng sớm anh đã chuẩn bị cho hành trình mới của mình trên chiếc taxi quen thuộc. Trước khi rời khỏi nhà, ngày nào anh cũng đùa với bà nội vài câu. Đêm qua lão Phật gia ngủ có ngon không vậy? Sáng nay thức sớm để chăm sóc vườn thượng quyển chứ gì? Có ngủ, nhưng nửa đêm trở về sáng nội bị đau nhức mình mẩy nên thức luôn. Già dạ rồi, giấc ngủ khó khăn lắm con ơi. Con có ăn gì chưa mà đi sớm vậy? Dạ, con có hẹn với mấy anh bạn ăn sáng uống cà phê rồi nội. Ngày nay con không có khách bao xe, nên chỉ chạy loanh quanh thị trấn. Nội có cần gì thì gọi cho con, con về liền. Nội đừng có tự đi ngang. Ừ, con lo công chuyện của con đi. Có cần gì thì nội gọi. Nội còn thuốc uống không? Chừng nào hết thuốc, con chở nội đi tái khám. Còn, mà uống riết cũng ngán. Đau nhức nó cứ trơ trơ hà. Tuổi già mà con, Bữa nay chắc ba mẹ con cũng gần về rồi. Chắc mai mốt ba mẹ con mới về tới. Năm nay được về quê vài ngày, chắc hai ông bà vui lắm đó. Còn tiếc là nội không chịu đi cùng. Nội ngá ngồi xe 5-6 tiếng đồng hồ, rồi còn phải đem theo đủ thứ của người già, mất công lắm con. Tranh thủ được lúc nào thì nội nên đi chơi cho khuây khỏa lúc nấy. Tuổi càng lớn, sức khỏe càng giảm mà nội. Nội cũng biết vậy chứ Nhưng nội ở nhà cho khỏe Mà cũng khỏe cho ba mẹ con Vậy nội nghỉ tay rồi ăn sáng đi Trời nắng rồi đó Con đi à Ừ nội nghỉ đây Con đi đi Tuấn vừa đi một lúc Thì thím bảy ghé qua Bà hầu hỡi đưa cho bà Sáu Cái phiếu ưu tiên mua hàng Mà hôm qua bà nhận được của mấy người Tới nhà phát cho Đây nè chị Sáu Hôm qua, có chiếc xe lớn chạy vô sớm mình. Họ đi dài dài, hỏi nhà ai có người già, thì họ phát phiếu. Nhà chị ở trong này, xe lớn nó khó vô, nên tôi nhận dùm chị cái phiếu luôn đây nè. Đâu? Cái phiếu nó ra làm sao? Rồi mình được cái gì hả thiếp? Tôi nghe chú đó nói là tổng công ty của chú có đợt khuyến mãi nhiều mặt hàng lắm. Trong đó có thuốc gia truyền trị đau nhất, rồi tiểu đường huyết áp mờ mắt. Ai có phiếu này á được giảm giá 50% đó chị. Ngoài ra còn có quà tặng riêng nữa. Rồi chừng nào họ tới và mình đi đâu để mua vậy thêm bảy? Ngày bữa nay luôn nè chị. Ngày chủ nhật, sân trường trống vắng. Họ liên hệ với địa phương rồi nên mình cứ tới đó. Chú đó còn nói sẽ tặng 15 phần quà cho cô bác tới trước. Vậy giờ á, mình đi liền nghe chị Sáu. Rồi đi bằng cái gì vậy thím? Đi bộ. Mình tập thể dục luôn. Có 500 thước. Chút xíu là anh tới à. Mà thôi. Thằng Tuấn nó dặn tôi á. Cần gì thì gọi nó. Giờ tôi đi với thím. Nó biết. Nó la tôi à. Hồi sáng tôi nói với nó là tôi đau nhức Khó ngủ. Mà bây giờ lại đi bộ nữa. Nó no lắng. Nó có ở nhà đâu mà la. Chiều tối nó mới về. Thì đâu biết chị đi ra ngoài. Mà chị Sáu ơi. Chị nhớ đem theo tiền nghe có khi á mình gặp đồ rẻ mà tốt á mình mua thêm tôi cũng đem theo nữa nè có nhưng không có nhiều để tới coi trước nếu mấy thứ mình cần mà họ có bán rẻ thì mới mua tới chỗ đông người mà đem tiền nhiều cũng sợ lắm thêm ơi. chị cẩn thận vậy cũng tốt thôi mình đi chị sáu tới sớm để nhận quà nữa chị đi tại sân trường tiểu học khoảng một trăm năm mươi người cao tuổi có mặt từ sớm trên tay ai cũng có phiếu ưu tiên. Thì ra, chiều câu khách của họ là đây. Một anh lanh lẽ như quạt náo viên xuất hiện. Dạ, con kính chào ông bà cô bác. Con xin giới thiệu, con là Lý Hào, người đại diện cho tổng công ty Ba Chữ Ca. Hôm nay về miền quê sông nước, trước để thăm hỏi sức khỏe bà con. Sau đó chúng con xin trao nhiều phần quà để tạo niềm vui cho ông bà cô bác lớn tuổi. Đó đó, chị thấy chưa? Họ để sẵn hàng quá Quà tặng nhiều hết sức kìa kìa Họ gọi số thứ tự lên nhận quà kìa thiếm Nghe coi tới mình chưa Mình có phiếu mà Lo gì Nếu mình không nghe kịp Một chút mình đưa phiếu rồi lãnh sao Cũng đâu có mất phận đâu Ủa mà sao tôi thấy ai cũng có phiếu ưu tiên hết vậy Chắc là quà nhiều Nên họ phát thêm phiếu đó chị Kìa tới số phiếu mình rồi Mình bước lên nhận đi chị Rốt cuộc ai cũng như nhau có ưu tiên gì đâu à? thấy cái, miếng được nhận là vui rồi. Xong phần tặng quà để nghe chú đó nói tiếp coi mình được mua hàng giảm giá loại nào đây. Thưa cô bác, 150 phần quà của tổng công ty gửi đến tay cô bác, đó là nghĩa tình của lãnh đạo công ty gửi biếu ông bà cô bác. Tiếp theo, con xin gửi đến ông bà cô bác một số hàng tiêu dùng mà nhà nào cũng có nhu cầu như đường, dầu ăn, bột nêm, mì cao cấp đồ hộp và một số thứ khác trị giá khoảng 500.000 đồng, nhưng chỉ nhận của bà con 150.000 đồng thôi. Để con xin phép sếp con, nếu sếp đồng ý, bà con sẽ được hoàn tiền đầy đủ. Bởi đây là xã nghèo, nên tổng công ty muốn trợ giúp thêm đó mà. Mẹ ơi, họ tốt với bà con mình hết sức hay chị Sáu? Biết ở đây còn khó khăn, nhất là người già đâu làm gì ra tiền. Nên họ về đây á cho nhiều thứ cảm ơn họ quá trời. Nói vậy cái túi quà này á, mình trả 150 ngàn. Khi chú này hỏi ý kiến lãnh đạo của chú, nếu đồng ý thì họ trả tiền lại cho mình luôn, phải không thêm bảy? Thì họ nói rõ ràng vậy mà. Chị thấy họ mang đến tận chỗ ngồi của mấy cụ ông, cụ bà kia kìa. Tôi thì trong tới lúc họ bán thuốc gia truyền, chủ yếu bữa nay là đi mua thuốc. Chứ đồ xài thì cũng không cần thiết lắm. Chị để tôi hỏi, Chú Hào, chú Hào ơi Cho cô hỏi một chút coi chú Hào Dạ, cô cần gì? Con giúp cô liền Hôm qua mấy chú tới nhà phát phiếu ưu tiên Có nói là hả, bữa nay á, có bán thuốc cho người cao tuổi Chú cũng biết các cụ già ở đây á, phần lớn là mong mua được thuốc tốt Đau nhức mắt mờ, cao huyết áp là căn bệnh thường xuyên của người già mà Dạ có chứ, để anh em đưa hàng đầy đủ cho bà con Rồi mới phục vụ thuốc men sao con cũng báo tin vui cho bà con cô bác biết là tổng giám đốc của con á đã đồng ý tặng luôn phần quà 500.000 đồng cho cô bác giờ xin trả lại mỗi người 150.000 mà nhân viên vừa thu lúc nãy các em ơi hãy kiểm tra đầy đủ rồi trao tận tay các cụ nha chưa rồi chừng nào có thuốc vậy chú dạ xe đang trên đường tới đây cô bác đừng nóng lòng trễ lắm là đầu giờ chiều xe tới sẽ còn nhiều phần quà hấp dẫn gửi tặng cô bác còn thuốc gia truyền á thì đã được nhà nước cấp phép lưu hành toàn quốc rồi. Cô bác yên tâm. Rồi rồi có phát phiếu mới hay vẫn xài cái này hả chú? Bà con cứ giữ, sẽ có nhiều bất ngờ cho cô bác trong chiều nay nữa đó. Sao không làm buổi sáng cho xong? Buổi chiều trời nắng lại mất công điên lần nữa. Dạ, vì xe chưa tới kịp, bà con thông cảm dùm. Với lại sáng nay, mọi người chưa biết hàng hóa như thế nào, nên chỉ đem theo ít tiền thôi. Trưa nay về chuẩn bị thêm tiền, buổi chiều hoành tráng lắm. Vậy bây giờ các con xin từ giả Hẹn đầu giờ chiều gặp lại mọi người Con xin chào á à. Buổi chiều Mọi người không ngần ngại chi tới 5, 7 triệu hoặc hơn thế nữa để mua thần dược do chúng quảng cáo. Đáng lẽ ai cũng mừng, nhưng sự thật không như mọi người tưởng. Lúc về thím bảy ghé nhà bà Sáu thì Tuấn cũng vừa về tới. Ủa, nội với bà thím đi đâu về mà thấy buồn thiêu vậy? Thím kể cho nó nghe đi thêm bảy. Ờ, à, hai bà già bị chúng nó lừa rồi con ơi. Ái lừa? Mà lừa cái gì vậy bà thím? Sáng nay hôm qua có người tới nhà phát phiếu cho người cao tuổi. Họ biểu á, hôm nay tới trường học nhận quà. Họ có bán nhiều thứ hàng giá rẻ, nhưng thu tiền xong rồi trả lại, nói là tổng giám đốc biếu bà con. Vậy là được, chứ có mất gì đâu mà sao hai bà buồn so vậy? Nội bị đau nhức mình mấy. Nên họ nói á, buổi chiều có bán thuốc trị đau khớp với cả chục thứ thuốc trị bệnh của người già. Nên nội với bà thím bỏ tiền ra mua. Đâu? Thuốc gì nội đưa cho con coi coi. Trời ơi! Đồ dởm rồi ơi! Nội mua hết bao nhiêu? Ba triệu. Bà tính nó trả lại tiền như hồi sáng. Đâu về à? Nó gom tiền xong rồi lên xe chạy tuốt luôn. Bà thím mất hết 4 triệu nè. Giờ về nhà, thế nào tuổi nhỏ cũng căng nhăn cho ông coi. Những cái chiêu trò lừa đảo này đã là mấy năm nay rồi, nhiều người đã biết và đã tẩy chay rồi. Con đâu ngờ nội với bà thím bị gạt, rồi có biết tên số điện thoại cái công ty đó không nổi. Đây nè, nó có in trên phiếu ưu tiên, con coi đi. Tổng công ty 3 chữ K, số điện thoại là Ừm, uhm, để con gọi thử xem sao. Rồi, xong. Làm sao vậy Tuấn? Số ma bà thím ơi. Một đám lừa đảo chứ có công ty gì đâu. Vụ này phải trình báo với cơ quan pháp luật. Chứ tụi này nó lộng hành quá rồi. Bà nội với bà thím á. Cũng nghĩ như bà con, là mua xong thì tụi nó trả lại đầy đủ như hồi sáng. Có người mua tới cả chục triệu rồi mất hết. Giờ ba cái thuốc này làm gì đây chị sao? Thằng Tuấn nó nói đồ dởm Thì làm sao dám uống Thôi đã mất tiền mà uống đồ quỷ này Coi chừng mất mạng luôn đó Thôi bỏ đi thêm ơi Trời ơi 4 triệu bạc Tiếc quá chị ơi Bà cứ giữ lại không uống Còn sẽ báo công an Và kèm theo vật chứng này Họ lừa gạt người khác là hành vi xấu Cần phải lên án Nay lừa gạt người cao tuổi như các bà đây á Thật là vô nhân đạo mà Bà nội cũng thấy lạ họ tới đây xe cộ rần rần chứ có phải lặng thinh đâu sao chính quyền đã để họ ngang nhiên gạt bà con mình như vậy chứ nội ơi nó làm giả các loại giấy tờ anh em địa phương thấy nó trình đầy đủ hợp lý với lại nó nêu tiêu chí là hỗ trợ người nghèo giúp đỡ bệnh nhân cao tuổi cho nên địa phương mới chấp nhận cho nó tới đây đó ủa mà sao con rành quá vậy tuấn dân tài xế tụi con tiếp xúc nhiều đối tượng nên có nhiều thông tin lắm vì vậy mới hiểu chiêu trò của chúng nó Báo đài cũng đưa tin mấy vụ này hoài đó bà thím ơi Hồi sớm con dặn nội đừng có đi đâu Cần gì gọi con Nội ừ Vậy mà nội không giữ lời hứa Còn mất thêm 3 triệu dành dụng lâu nay nữa chứ Thôi lỡ rồi Từ nay nội cẩn thận một chút là được Sáng mai con chở nội với bà thím Đến trung tâm y tế huyện Để khám bệnh lấy thuốc uống ngang Lã Phật gia của con Ừ Thím bảy chuẩn bị để mai đi với tôi nghe ờ, tôi cảm ơn hai bà cháu từ nay hả tôi cũng nghe lời thằng Tuấn không tin cái tuổi vô đạo đức này nữa trời ơi nó nỡ nào đi lừa người già như vậy tội lỗi vô cùng luôn nếu nó biết sợ tội lỗi thì đâu có làm như vậy bà Thím giờ con đưa bà Thím về nhà khỏi đi bộ nè bà Thím chuẩn bị sáng con qua rước bà luôn nghe ừ bà Thím nhớ rồi quý vị và các bạn thân mến câu chuyện truyền thanh trò lừa tội lỗi của tác giả lê ngọc diễm mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt